Hình như nhỏ Thanh bên phòng kinh doanh phải không? Ừ. Sao nó khóc lóc thảm thiết vậy? Tôi không biết gì à? Biết gì? Cô ta bị sa thải rồi. Sa thải? Ừ. Sao em không biết gì hết trơn vậy? Cậu thì biết thế quái gì? Suốt ngày ngồi ôm lấy mấy con số khô khan. Mà này, khả năng nhạy cảm của cậu ấy gần như bằng con số 0 nhá. Ủa, nói vậy anh biết trước rồi hả? Chứ sao? Nói cho cậu biết nhá. Trước khi sa thải nhân viên, bao giờ các sếp cũng đưa ra một loạt các động thái trước đó rất lâu. Chỉ cần tinh ý một chút là nhận ra ngay. Gì hả? Này, chứ còn chờ đến khi mà sếp nói với mình rằng lát vào phòng tôi nhá, chúng ta cần nói chuyện, lúc đấy mới ngã ngửa người ra thì muộn rồi em nhá. Đăng Quang. Dạ. Một lát vào phòng tôi, chúng ta cần nói chuyện. Các người có gặp Đăng Quang ở đâu không? Dạ không ạ. Có chuyện gì với sếp? Em cũng sáng giờ cũng không thấy nha sếp ơi. Trời ơi, cậu này hay thiệt sao. Hồi sáng tôi biểu vào văn phòng tôi để mà tôi nói chuyện một chút, bây giờ mất tâm mất tích luôn. Hai người gặp Đăng Quang ở đâu á? Bảo gặp tôi gấp nha. Dạ vâng, sếp yên tâm. Nếu mà gặp cậu ấy, em sẽ bảo lên gặp sếp ngay ạ. Thì sếp cứ về làm việc đi ạ. Chẳng ra cái gì cả. Cậu ấy làm tôi thất vọng quá. Anh ra đi sếp, ra đi đi rồi. Cảm ơn hai người nha. Em giúp giùm anh cái, vô phòng lấy máy vi tính của anh ra đây giùm. Anh phải làm cho xong cái báo cáo thuế cái đã. À, cậu định làm ở đây á? Không, trong này. Cậu định trốn trong toilet cả đời à? Không, chỉ đến khi nào sếp tài về hưu thôi à. Vậy thì cũng nhanh lắm á, phải là 1, 2, 3 hay 5 năm nữa thôi à. Đừng có mà điên. Cậu phải bình tĩnh suy xét vấn đề, tìm đường hướng giải quyết tốt nhất. Chạy trốn không phải là phương pháp phù hợp. Đúng. Mặc kệ, em không muốn bị đuổi việc đâu. Em còn phải nuôi mẹ vợ em nè, em vợ em nè, vợ em nè, anh trời vợ em. Trời, anh khờ quá. Đây là cơ hội để anh thoát ra khỏi cái ách đó mà. Đồ ngu, tại em không thấy vợ anh đó thôi. Anh sẵn sàng cài cuốc cả đời để nuôi cô ấy. À, Khánh Thi, cho chị hỏi này, em có thấy anh Đăng Quang đâu không? Sếp Tài đang cáu loạn cả lên ý. Dạ, em đâu biết, mà nếu em biết em cũng đâu nói chị nghe được. Công làm người phản bội nữa. Sao lại là phản bội? Chị không có biết gì hả? Anh Đăng Quang sắp bị đuổi việc rồi đó. Hả? Sao lại thế? Mà sao em biết? Trời ơi, cần gì phải biết. Hồi sáng này nè, sếp gọi anh Đăng Quang nói gì nè. Anh vô phòng tôi, chúng ta cần nói chuyện. À, các cô có thấy Đăng Quang đâu không? À, không, dạ không. Hồi sáng tôi kêu vào gặp tôi, rồi tự nhiên cậu ấy mất tâm mất tích luôn à. Trời ơi, thiệt là... À, con Mai, con vào phòng tôi đi, chúng ta cần nói chuyện. Hả? Xong, thế là cô Mai đã trở thành người thế mạng cho cậu rồi. Chúc mừng cậu. Tội nghiệp chị ấy quá, sao mà xui ghê luôn. Mọi người, anh Đăng Quang. Hả? Em được tháp tù xếp tổng đi tham quan cơ sở sản xuất tại Singapore đấy. Trời ơi. Ê, cái chuyện đó, sếp hứa cho anh đi, nhưng mà sếp tìm anh mãi không được. Thế là sếp cử em đi thay. Anh vui quá, em phải đi chuẩn bị anh Lý đấy. Sếp, chúng ta cần nói chuyện. Con, có ai kiếm con kìa? Vâng. À, mà ai kiếm em thế sếp? Vì ở trên Yahoo đó, lời nói ngọt ngào lắm. À, sếp đọc tin nhắn trên Yahoo của em à? Sếp có biết như thế là xâm phạm đời tư của người khác không? Xâm phạm gì mà xâm phạm? Bây giờ tôi mới hỏi cô nè, tôi muốn cô vô đây làm việc hay là muốn cô vô đây đằng chát chít, đằng tán cai ha? Trời ơi, cái lời nói thế mà gớm luôn. Em ơi, anh nóng quá. Em ơi, hãy đến gần với anh. À, trời ơi, thì gớm luôn. Nghĩa là sếp đã đọc hết tin nhắn trên Yahoo của em. Trời ơi, sếp lại thất vọng quá. Này, tôi mới là người đáng tức giận nha. À, Lập Trình, tôi định cho người gọi cậu đấy. Rồi em biết gì không? Lúc này tôi muốn điên cái đầu tôi luôn nha. Tôi đi tới đâu thấy nhân viên của mình chát cho chít, rồi tán trai tán gái, không ai chịu làm việc cái gì hết trơn. Trời, thiệt là tôi thất vọng vì họ quá. Dạ, nhưng mà đó là phương tiện được ưa chuộng nhất thế kỷ 21 quá. Ưa chuộng cái gì mà ưa chuộng? Bây giờ nè, cậu tìm cách giùm tôi ha, làm sao kiểm tra nhân viên mà không cần phải đến phòng của họ. Ôi dễ ợt à. Sếp có thể cài phần mềm theo dõi cho toàn máy tính của công ty. Vì vậy từ phòng làm việc của sếp có thể biết được các nhân viên đang làm gì á. Ôi, tốt quá. Bây giờ cậu triển khai giùm cho tôi luôn nha. Rồi thông báo cho họ từ hôm nay không được chơi game là chắc chết gì nữa nha. Ủa, lỡ họ không đồng ý thì sao? Không đồng ý làm sao được? Tôi là giám đốc hay họ là giám đốc? Lão Tài càng già càng dữ chứng nha. Mày đặt tội kiểm soát mình nữa chứ. Lại còn cấm chat nữa chứ. Vậy hả? Lần này em không biết phải làm thế nào. Vừa mới tán được một anh đi xuất khẩu lao động về nhiều tiền, ơi là nhiều tiền chứ. Dạ. Nhân dân công đoàn, tôi sẽ không để cho lão ấy kiểm soát mình cái kiểu như vậy được. Đúng. Đúng, một phần cũng do lỗi của mọi người. Làm việc thì ít mà chát chít thì nhiều. Lập Trình, bây giờ cậu theo tụi tôi hay là theo sếp Tài? Bây giờ cậu không muốn chơi game trong giờ làm việc nữa hả? Đúng. Thôi yên tâm đi, tôi sẽ ăn thua với lão ấy. Không thể nào để cho lão ấy xem mình là bọn trẻ con được. Đúng thế. Ừ. Lần này anh Trần Huỳnh, công đoàn lên tiếng cho mọi người. Đúng. Các cô, các cậu tụ tập ở đây làm cái gì?
Nhân viên công đoàn, tôi yêu cầu bắt đầu từ ngày hôm nay, sếp hủy bỏ cái lệnh cấm mọi người chat Yahoo với lại cái mã cài đặt quản lý của sếp bỏ đi. Đúng đấy sếp, thời buổi này ai còn kèm cặp nhân viên như là kèm cặp trẻ mẫu giáo, đúng không? Đúng. Nếu mà bây giờ sếp mà cấm chat chít thì quá bằng cấm liên lạc với thế giới bên ngoài, họ sẽ là người rừng hết à? Đúng rồi. Mấy người mới là người rừng đó. Trong khi mấy người chat chít á thì bọn hacker sẽ xâm nhập vào máy tính của mọi người, ăn cắp dữ liệu của công ty thì sao? Trên thấy sếp Tài nói đúng á. Khi tụi nó xâm nhập vào hệ thống nè, tụi nó sẽ lấy cắp dữ liệu và tung virus làm sập hệ thống mạng của công ty. Mấy người nghe rõ chưa? Tôi quyết định từ hôm nay, trong công ty ai còn chát chít nữa, tôi sẽ tống cổ ra khỏi công ty. Nghe rõ chưa? Rõ. Tôi còn báo cáo với tôi là mọi người đã chấp hành nội quy của công ty. Tốt lắm. Nhân viên công đoàn, khi sếp ra chỉ thị tất nhiên mọi người phải tuân theo. Cả tháng nay công ty mình không ai chát gì với nhau cả. Tốt quá. Vâng. Đây, đi đấy. Anh chàng đẹp trai 5X của em. Trời ơi, anh để em chờ lâu quá. Trời ơi, cô nhầm tôi với ai rồi? Anh, em là cô gái tình trường, anh quên rồi à? Anh với em chat chít với nhau hàng tháng trời, anh còn hẹn là đưa em đi ăn trưa cơ mà. Anh không nhớ à? Này, cô này, nếu nói về chat ấy, thì có lẽ cô lầm thật ấy. Tại vì cả tháng nay công ty tôi không ai được quyền chat cả. Dạ, không nhầm ạ. Đúng cái khuôn mặt này trên webcam. Còn người giống người. Anh ta là Hữu Tài phải không? Thì tôi vẫn có thể lấy được tên một người khác vậy. Đây này, anh ta còn cho em số điện thoại đây này. Rồi. Đã. Gọi chưa? Đây, có reng chuông đâu. Nếu thật... Ê, hồi sáng á, ông chủ tịch ông kêu chị Mai vô phòng nói chuyện. Mà nói cái gì lâu ơi là lâu chưa thấy ra nữa. Mà lúc vô phòng á, em thấy khuôn mặt chị Mai căng thẳng lắm. Hay là chế bị sa thải ta? Ê... cái này cũng có thể lắm rồi nha. Ông chủ tịch đó, ông quyết định nó thất thường lắm. Ê, lần này chị Mai thê thảm rồi. Thôi đi mấy bà tám. Mặt Mai lúc nào mà không căng thẳng, không chừng Mai có tin vui á. Ờ, sẵn có đủ mặt các bạn trẻ ở đây ha, tôi thông báo luôn. Dạ? Kể từ hôm nay, cô Mai được thăng chức làm trưởng phòng. Trời ơi, chúc mừng chị Mai nha. Mà chị Mai nè, chị được thăng chức rồi thì nên tổ chức một cái gì đó chiêu đãi mọi người chứ ha. Chúc mừng Mai nha. Trình thấy Mai xứng đáng lắm á. Mai khao mọi người cà phê đi. Cà phê là sao? Mai phải khao mọi người xuống canteen ăn một chầu thật hoành tráng rồi mới lên làm việc tiếp đúng không chị Mai? Ừ. Không đi đâu anh. Mọi người tưởng đây là cái sân hay sao mà thích đi đâu thì đi. Về làm việc ngay lập tức. Ghê quá à. Trình thích Mai giống như ngày xưa cơ. Đúng rồi đó. Mà chị Mai hôm nay ngộ quá à. Tự nhiên căng thẳng quá vậy. Đi xuống chút xíu rồi về làm việc tiếp nha. Không được, hết giờ rồi thì đi đâu thì đi. Mọi người về làm việc ngay đi. Nói cho mọi người nhớ, Mai của ngày hôm nay đã khác ngày xưa rồi. Anh Lập Trình, anh không đi làm việc đi, anh còn đứng đây làm gì? Trình đứng đợi anh ta mang máy tính đến để kiểm tra. Anh không biết kỷ luật của công ty sao? Anh thì ngồi tại bàn làm việc mà chờ chứ. Như tôi đây này, tôi cũng phải bỏ tật ngâm thơ trong giờ làm việc rồi đấy. Nhớ em nhiều lắm ước chi. Anh Trần Huy đang hát, người yêu ơi. Anh có biết đây là công ty hay không? Mà anh hát hở mi như thế thì ai mà làm việc được. Từ nay về sau tôi cấm anh không được đi ra đây quá 3 lần một ngày. Ôi, này, ngày nào tôi cũng đi uống cà phê trên 5 lần. Tự nhiên bây giờ cô cấm tôi làm sao? Nè, lúc này hay soi mói chuyện đời tư người khác đó nha chưa. Tôi nhắc cho anh nhớ, bởi vì tôi bây giờ không phải là Mai của ngày xưa nữa. Ôi, nhờ nói mới nhớ đấy, đúng rồi. Mặc bộ đồ là thấy khác rồi, giống y con ma cà tưng. Anh nói cho cẩn thận. Nói cho anh biết, đây là bộ trang phục của một trưởng phòng đấy. Bảo Trinh, chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy, nhanh lên. Thì chị cứ vô trước đi, em có chút xíu chuyện cần nói với anh Trình. Đây là lệnh đấy, không đùa đâu. Anh Trình nè, hồi nãy mình nói tới đâu rồi anh? Ở vụ phim ma đó. Tôi đếm từ 1 đến 3, nếu mà con không rời khỏi đây thì con đừng trách về tôi. 1, 2, 2 rưỡi, 2, 3 phần 4. Chị Mai, chị có từng lẻ không? Tới đi uống cà phê đi. Sếp, cả ngày hôm nay sếp đứng đây hơi bị nhiều rồi đấy. Em nghĩ sếp cần phải tập trung vào công việc hơn nữa. Tôi đang suy nghĩ, cô về phòng làm việc đi. Suy nghĩ hay không thì sếp cũng phải về phòng làm việc chứ. Trong công ty này cũng có những quy tắc mà sếp phải tuân theo. Mà tôi giám đốc mà. Cô không được quyền quát nạt mọi người. Tôi cho cô biết nha, cô thật là quá đáng à.
Tôi nể tình cô đã cống hiến nhiều năm cho công ty, tôi mới cân nhắc cô làm chức trưởng phòng. Cô làm đi ghê gớm, cô chỉ có biết nạt những người trong phòng cô thôi. Nhưng phòng em không có nhân viên phải không? Hồng Văn Thư làm gì có nhân viên?